gia, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Vào ngày 8 tháng 8 vừa qua thì một sự kiện ra mắt chiếc điện thoại mà chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi, chính là ra mắt chiếc Bphone 2017. Thì chiếc Bphone 2017 chúng ta sẽ được chạy với hệ điều hành Android tùy biến trên giao diện là BOS. Thì BKV họ nói rằng là những ứng dụng mà trong cái chiếc điện thoại của họ là những ứng dụng mà phải nói là độc quyền cho các smartphone của mình, mà các thiết bị khác chạy hình Android sẽ không có được. Tuy nhiên một vài ngày vừa qua thì ở trên Facebook cũng như là các trang mạng xã hội, họ đang truyền tay nhau một cái bộ tải đầy đủ ứng dụng BOS mới nhất phiên bản 2017. Thì nên là hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm thử cho các bạn xem về những cái ứng dụng mà trên chiếc Bphone 2017 mà họ nói là độc quyền, nó có gì thú vị hay là có gì hay không nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Với cái bộ ứng dụng này thì các bạn sẽ có tổng cộng là 20 ứng dụng. Thì sẽ có một vài cái là cũng khá là bình thường. Mình mới vô đập vào mắt mình đầu tiên thì chính là trực tiếp. Ê, đi trực tiếp nào. Cái này thì, cái này mình cũng không biết là sao. Phát trực tiếp ở trên trang web bila.vn hay sao nhỉ? Chắc là một dạng của video clip. Mình, nói chung là mình cũng không biết nữa. Tiếp theo là xem TV. Ở đây kênh yêu thích uống với những cái tour nữa nè. Tất cả các kênh nó cũng không có nhiều lắm, có kênh ITV, VTV1, VOV TV, vô ANTV, Anim TV. Ủa xem được luôn này. Ủa vậy là cái này là bây giờ chắc trên kênh TV, cái đài mà Anim TV này nó đang chiếu cái này. Rồi mình đang xem trực tiếp. À lúc này 15:45 để mình xem thử đồng hồ của mình. Ủa cũng là 15:45. Vậy là chúng ta có thể là xem trực tiếp TV, những cái các kênh ở trên TV ở bằng cái ứng dụng này. Kết cái em này rồi đấy. Nhưng mà có một điểm trừ thì ít kênh quá. Và những cái kênh này thì mình không thích. Mình thấy thì những cái ứng dụng này khi mà cài lên những cái chiếc máy điều hành chạy Android á, thì cái tốc độ mà nó chạy á, mình thấy là nó khá là chậm và khá là lắc. Vô thì thoát ra xong rồi nó cứ bị lắc lắc mà nó cứ đứng kiểu gì á. Tiếp theo thì mình sẽ đến nghe đài thử đi. Rồi, nghe đài. Theo như mình thấy thì cái nghe đài này nó sẽ nó nhiều hơn là cái xem TV ấy. Nhạc Audifile gì đấy. Nhiều quá ha. Quá trời luôn. Xem thử đây. Là có một điều mình thấy là khá thú vị với cái ứng dụng là nghe đài này, là không biết là các bạn có để ý hay không, bởi vì thường mà chúng ta muốn nghe radio, nghe đài ở những thiết bị smartphone khác của mình chạy Android phải một cái chú ý là các bạn phải cắm tai nghe vào thì chúng ta mới có thể là nghe được những cái kênh, những cái đài đó. Tuy nhiên thì với cái app là nghe đài này thì mình không cần cắm bất cứ cái tai nghe nào hay là dùng cái thiết bị hỗ trợ nào mà cũng có thể là nghe được những cái kênh radio mình yêu thích. Và cái chất lượng khi mà nghe này nè cũng rất là tốt, nó không có bị nhiễu. Thì cái này nó làm tới mình nhớ là những cái năm mà thời cấp 2 á, mình lúc đó thì smartphone phải nói là chưa có thông dụng nhiều. Tối là lúc nào mình hay canh là để nghe đài, nghe mấy chương trình mà làn sóng xanh á. Thì nhiều lúc là khi mà để vô kiểu như nó bị nhiễu sóng á, nó cứ bị rè rè. Mình phải canh góc các kiểu để cho mà cái mình đưa lên cao thì nó sẽ không rè. Tự nhiên cái để xuống thấp cái nó rè không nghe được. Thì bây giờ hiện đại hơn thì chúng ta không cần phải di chuyển gì nhiều hết. Bây giờ thì mình sẽ vô thử cái này là cái gì á. Không làm gì ở đây, không biết nữa, không thử đây. Vậy là cái phần mềm này nó bị BKV launcher. Vậy là với cái ứng dụng này, chắc là cái ứng dụng mà cài đặt launcher hay gì á. Chắc là vậy, thì nó bị lỗi là nếu cái ứng dụng này nó được sử dụng trên chiếc điện thoại là Bphone 2007 thì nó sẽ sử dụng được cái ứng dụng này, nhưng mà trên cái thiết bị này của mình thì nó bị lỗi, không có thể nào mà sử dụng được. Thì như mà nãy giờ mình trải nghiệm á, thì lúc mà mình tải cái bản này về á, thì họ nói đây là cái bản là BOS mới nhất 2017. Nhưng mà lúc mà nãy giờ quay một thời gian mà mình xem, mình trải nghiệm á, thì thật sự thì cái này nó không phải là BOS mới nhất, mà nó chỉ là mới là nằm ở cái BOS 2015 thôi. Nên là các bạn nào mà có về trải nghiệm thì mà có kêu là ủa sao kỳ vậy, sao thấy BOS 2015 mà kêu 2017. Nghe thật là ánh trăng lừa dối, nên là cũng đừng có thất vọng quá nha. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vô thử cái cuối cùng đi, là cái Chrome. Không mà thực sự là thấy những cái biểu tượng mà họ làm phải nói là rất là thuần Việt. Như cái hình hồi nãy các bạn thấy là hình cái con hạt. Cái con này mình thấy hay ở trên trống đồng á. Thì ở đây nó có sẵn một cái nhiều cái như là báo 24 giờ dân trí, Google rồi BKV. Đâu mình sẽ vô thử cái BKV thì cái này nó sẽ có gì. Và bây giờ thì mình sẽ vô thử cái trang BKV để xem nó có gì thú vị hay không. Mới vô là thấy Bphone siêu phẩm hàng đầu thế giới. Chất
rồi cũng sẽ có một vài trang khác nữa, và cũng có thêm một vài ứng dụng khác nữa, như là chúng ta sẽ có cái BeTalk nè, rồi BKV Chatbot, phần mềm quản lý riêng tư cho smartphone, rồi từ điển tra nhanh. Thì cái ứng dụng này nó sẽ có một vài ứng dụng nhỏ 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 nằm trong đây, mà cái ở ngoài thì nãy mình cũng có một vài cái như là cái bộ gõ tiếng Việt, rồi BKV từ điển này nè. Như các bạn thấy nãy giờ thì mình đã trải nghiệm, các bạn thấy một vài số ứng dụng mà mình thấy là hay và tiêu biểu nhất theo mình là vậy. Như cái lúc nãy thì mình cũng đã có nói rồi, với cái BOS này thì nó chỉ là thuộc dạng là BOS 2015 phiên bản cũ thôi, chứ chưa phải là cái BOS mới nhất 2017 mà như mọi người vẫn thường nói. Thì cũng sẽ có một vài ứng dụng mình thấy khá là hay, và họ cái cách họ làm mình thấy là rất là thuần Việt luôn á. Nhưng thì vẫn sẽ có một vài ứng dụng chạy lỗi, nếu mà không được cài đặt ở trong chiếc VPhone thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Còn các bạn thì không biết là đã ai tải về hay là trải nghiệm trước mình hay chưa, và cảm nhận của bạn như thế nào thì hãy để lại comment cho mình biết nhé. À quên nữa, và còn các bạn nào muốn tải về để sử dụng thử hàng Việt Nam thì ở bên dưới cái video này mình cũng có để đường link để các bạn có thể tải về, thì các bạn chỉ cần click bên dưới và tải về để trải nghiệm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.